Xin chào các bạn. Nay ta giải cục Rubik, xem xét cục Rubik hình Bangladesh Big Block V2 không? Thì nó y như V1 thôi, mình không có giải, mình chỉ review sơ sơ bạn thấy. Này, nó y vậy. Thành này không? R2. U phải ok không? Nó thành một cái cục. Hoặc là tùy các bạn làm thôi, không? Tùy các bạn làm. Vậy. R u phải không, hoặc là bên này và làm trước bên này, dựng này lên bên này, dựng thẳng lên R phải u thì các viên nhìn sẽ rất là khó khăn trong việc nhìn các viên ha. Đó. Nhưng mà khi mà mình làm, mình tạo thế gì đây. Để mình xây hai cái viên này á thì ở đây nó thuận. Còn nếu mà nó nằm ngang đây thì nó bị nghịch, lúc đó bằng dựng lên. Nó đang nằm ngang dựng lên vậy. Làm xong trả về. Khi mà qua bậc bậc Y2 ấy, để mình làm công thức L phẩy ấy, thì cái thanh này nó đi lên nó nghịch. Đẹp. Không. Thì tùy thôi, tùy mình làm. Ở đây. Tùy mình làm, mình xem xét khi mà chơi V1 xong á, vận dụng công thức đó mà chúng ta làm cục này. Thì nó trên nền tảng đó thôi. Đơn giản. Cái gì? Đây. Đó. Ở đây thanh này nằm ngang, mình làm hai viên này rất là dễ, nạp vô lúc đầu rất là dễ, đưa vô. Nhưng mà khi mình xây á, mình vận dụng chỗ này để mình xây hai cái cạnh này nè, xây hai cạnh này nha. Mình tạo thế lại để xây hai cạnh này thì cái này nó bị đứng rồi. Khi ăn xây ăn L phẩy thì cái thanh này đi lên, còn nhìn thấy không? Đây nó review sơ sơ không. Còn mọi công thức thì bao gồm là thứ nhất là làm viên cạnh, các viên cạnh đưa các viên góc đúng vị trí, sau đó xoay lại, xoay viên góc này trước, sau đó xoay hai viên góc sau, còn lòi lại hai viên góc này, xoay sau cùng, hoặc là em sẽ xoay chéo, không, xoay đưa từ đây qua đây, đưa ngược qua ngược lại. Thì công thức ở trên đây nó có ba cái công thức á, chuyển hai cái viên này, chuyển hai viên này, xéo qua xéo lại, hoặc là chuyển ba cái viên này. Thì công thức mình ghi sẵn hết trơn rồi, mọi thứ đều sẵn hết, và chúng ta vận dụng thôi chứ không có gì đặc biệt. Này, trong dòng này nó có mấy cục á, hình Bangladesh EZ, Big Lock Lock V1, Big Lock Lock V2 là cục này, rồi Full Lock và một số cục Lock ha, Big Lock rất là to và thanh dài đây, thì mình giải Full là nó nhẹ nhàng nhất, tới cục này, tới tới cục V1, cục này nó hơi nặng tay xíu, nhưng mà nãy mình nói sẵn rồi đó, nó chỉ khác ở chỗ này thôi, thanh này nằm ngang này, mình dựng lên thì cái màu coi khó, mỗi lần làm trả thế nó cực. Thì coi màu rất là khó, nhưng mà chỗ này không bị kẹt. Lúc xây công thức dài sau cùng á, những hai cái viên sau cùng á, xây hai viên sau cùng á, xây công thức tạo thế rất là dài, sau đó phải trả về nữa, nó rất là cực không. Nhưng mà từ từ làm mà xong hết á. Này, cảm ơn các bạn đã xem. Chúc thành công nghiên cứu cục cũng tương tự nhưng mà nó khó khăn hơn chút xíu thôi chứ không nhiều. Này, cảm ơn các bạn đã xem, chúc thành công. Bye bye.